phải chia làm ba đi em. Vậy nè. Ờ làm bốn đi, làm bốn đẹp quá Tammy. À làm bốn đi Tammy. Đó vì Tammy với lại mẹ Ngọc Quyền đang trang trí cho Hà Tiên đây. Đây class up the year. Class up 2022, congratulations. Chưa đâu, đợi cô ba còn bóng bóng tới. Cô ba Thảo Trân của Hà Tiên, em chồng của tôi đem bóng bóng tới còn được rỡ nữa. Đó là, sương sương thôi. À, mà gia đình thôi nè, cho nên cái bàn tiệc rất là đơn giản luôn. Đó, chưa làm xong. Còn đặt bàn, còn cái đó thì là bên nhà hàng làm cho mình. Nó tự động nó xoay em ha. Dạ. Thì rất cũng dễ thương. À, mà em đẩy cái mặt kia đi, mặt kia nó bóng luôn. Ừ. Ừ. Cái mặt nào nó cũng đẹp hết á. Mỗi cái nó đẹp khác nhau. Đó. Lập lạnh nghe em mở chị đi. Cái chữ congratulations mình dán đây nè. Bỏ đây nè, em. Thấy không? Là để cho khách ngồi bên kia đó cũng thấy. Hiểu không? À nó đi vòng đó, đúng rồi. Đi vòng như nè. Trời có tình Phật nó đẹp. Perfect. Trời ơi, trông đáng gì đâu. Rồi, cho tôi dễ. Mình còn ba cái màu đen nữa nè. Ba cái màu đen dán lên cái tờ bên cái tranh. Tại vì hai cái này nó là đủ nhiều ở đây rồi. Tí nữa. Chanh cái khung giữa nè. Qua chút xíu nữa chị. Đây đó, đúng không? Có việc nha. À, chanh cho cái đèn á. Chị nghe mình nó có cái đèn nè, mà nó chanh thẳng cho mình rồi. Đây, chị tôi đang làm. Đang làm gì? Đang làm cho con gái. Để mình bỏ công chút xíu đi, mình làm cho nó. Để con mình nó học giỏi. Rồi khi nó lớn lên thì nó nhớ ơn cha, nhớ ơn mẹ. Cái quạt che hết chị rồi. Đây, đây chị. Được không em? Được phải không? Đẹp phải không? Rồi, cho chị thêm cái thép luôn. Phải hơi cao lên tí xíu nữa đi. Nó hơi cao lên nữa thì không được. Mất cái dây. Rồi để nó dây để nó quay chứ. Được không? Quay cái quạt trên tôi cho nên chị xoay cái quạt đó. Đó, nè. Đó, thấy không? Rồi giờ đi cái đen đây, chị gắn sao? Ừ. Ồ, em phải lấy cái gì cho chị? Rồi, chị gắn đi em lấy. Lấy chụp cái hình đó để nó không có hư. Ra coi chụp cái hình cho chị đẹp. Nè cho em nhìn cái thôi. Hả? Nè tôi đang làm vẽ xong rồi nè. Đó, đẹp thấy không? Chút nữa mình sẽ dán nhiều cái đây. Và bây giờ khoan. Chị làm chân đồng. Chị phải dời cái ghế. Rồi. Chị phải dời cái ghế. Thôi được. Đây được chưa? Được rồi đó chị. Được nha. Dạ. Thế em nói giờ cái ghế. Không chịu giờ cái ghế. Được rồi. Mà đủ cao. Hơi lên tí xíu nữa. Yeah. Xuống chút xíu. Dạ, chị xích qua bên kia, phía bên em chút.
tốt luôn. Đẹp. Đó, chị nó mới đều đó. Xong. Rồi, bây giờ thấy phần bóng. Không bao giờ chị thấy phần congratulation. Mà cái này của cô Bạch nó, con rác này của cô Bạch nó ha, không 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 có cái chữ giống mình luôn. Chị Thắng nha. Rồi. Ok. Rồi. Hai. Hay quá. Chị đi qua thẳng bên kia. Xong rồi chị chạy lại, chị cột ở đây. Rồi, congratulations chị. Yeah. Đẹp quá Bạch ơi. Đến bánh luôn rồi hả? Đấy, cô Bạch đang congratulations, cô Bạch mới 18 tuổi. Đó. Qua qua chúc luôn, qua chúc luôn. Em, cái chữ này được phải không? Để khi người ta biết là tìm mình ở trên trên. Em giữ lại hết đi. Chị rút đi, chị rút cái nào, chị rút đi. Sao mà? Để mình không có lo tại vì nó rồi. Để em rồi, lại rồi, rồi rồi rồi. Buông cái tay chị rồi. Rồi em giữ này lại hết cho con, cho nên là nó ngắn lại mới để trên bàn được. Rồi đây mẹ Ngọc Huyền và dì Thái Mì. Dì Thái Mì, mẹ Ngọc Huyền đã trang trí khá tươi tốt. Cảm ơn nhà hàng Phố Đà và cảm ơn manager em Thanh Huyền đã hỗ trợ cho Hà Tiên gái Ngọc Huyền với một bữa tiệc ngày ra trường Class of 2022 được như ý nha. Học giỏi nha Hà Tiên, thành đạt nha. Rồi tới đại diện lớn của con của kế nhà hàng Thanh Đông Phố Đà nha. Là đi làm đủ thứ việc hết cho nên cuối cùng là người đến sau nhưng mà cũng không được trước hai phút. Giờ chạy phải không? Giờ chạy rồi. Phải cầm bản xa nha. Bản xa cho Hà Tiên. Lúc bên kia kìa. Thấy ra tiếng không? Đó thế này. Mấy chị tao bắt mà chạy vì con gái nha. Wow, cái cảnh này. Không có gì thêm mì nha. Không có gì thêm mì là mẹ mệt. You are really welcome Hà Tiên. Có mẹ chạy gì chứ chị. Sorry. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sánh dòng luôn. Nhưng mà mẹ quyền mình đặt cái 5 đồng đó em. Yeah, hả? À, đây ông xã tôi đi bán qua. Ôi, ông ngoại đi làm vòng qua tiền cho Hà Tiên. Có mấy cúc nó nè, chị Tina nó nè. Trời ơi, đây gì của nó nè. Trời ơi, người này cũng đầy đầu. Ủa bà nội đâu? Bà nội đây rồi. Bà nội đây nè. Nói mà mang cúc này vô. Dạ, bố với anh ngồi đó đi anh. Để anh dễ quay. Dạ rồi. Đây, hôm nay tôi rất là hạnh phúc, con gái ra trường 12 thôi phổ thông thôi nhưng mà rất là hạnh phúc luôn. Rồi cái step by step như vậy để mà con mình thành nhân, trưởng thành hay cả nhà ha. Rồi đây là cái khung cảnh, cái này là cô ba của nó đó, người đang quay đó, là phải đến 2:30 đưa nó lên đây là lấy ghế luôn. Lấy cô ba nè. Rồi ghế bên kia là những học sinh ngồi đó. À, những học sinh ngồi đằng đó đó. Bắt cúc đâu? Bà chị Tina đâu? Chị Tina nè. Bà nội đó. Mẹ đây. Chiếc đâu? Cô ba đâu? Bà Nhi đâu? Bà Nhi đâu? Dì theo mì đây. Dạ, cái đó che nắng đi. Rồi đó, đây là cái chỗ mà chúng nó học sinh ra nè. Vui quá luôn, đông lắm đó nha. Mọi người ngồi tránh thì đông lắm kìa. Bên cánh kia thì cánh thơ. Ủa có cái đó hả bố? Đây rồi con gì nữa, con Vanessa nữa. Vanessa đang ngồi đâu? Mẹ nó đang ngồi đâu? Gọi cho Vân coi, anh hỏi nó coi. Hỏi Vân đi, bao nhiêu người lại đi ngồi gần được nè? Mẹ không có chỗ đâu. Vanessa đây không có chỗ đâu. Vanessa với con Hà Tiên mình á, từ 4.4 trở lên nè. Đúng rồi bố, Hà Tiên 4.7 mà. Elizabeth nè, đây tên nó là Elizabeth này nè. Wow. Nó được cộng mà nè, để nó được nhiều cái cô ba nó kêu nó được nhiều. Wow. Rồi gọi biết luôn mà gọi. Wow. Đâu cô ba cắt nghĩa đây là gì cho người cắt nghĩa cho mình. Elizabeth có con ngôi sao với cộng đó cô ba nó cắt nghĩa đưa cho. Vậy nè, em đi xe bác chửi. Có cái... Chửi sao số 3 hả? Nên số 4. Ồ. Đây nè. Nó cộng nè, ngôi sao cộng nè. Là cái gì cô ba? Golden State Silver Diploma. Ồ. Là cái diploma nó là cho những người cao, học cao. Học cao giỏi. Cái golden luôn á. Yeah. Golden luôn. Của Cali á. Còn cái star này nó là gì? Con của mình cũng được star đó. Là nói 2 tiếng. Nói 2 thứ tiếng luôn. Wow. Mà lý thương. Tên của Hà Tiên cũng trong đây nữa là Summa Cum Laude. Summa Cum Laude thì cái này bữa chị biết rồi. 4.4 trở lên là những đứa giỏi nhất đó. Rồi còn này từ 4.0 đến 3.0 mấy xuống rồi. Ồ, đây. Vanessa cũng giỏi nha, con của Hải Vân bạn chị. Scholarship owner. Của Hà Tiên có được cái scholarship không? Scholarship hả? Không. Bên đó mấy người. Bắt đầu. Đây là các thầy cô giáo. Thầy cô giáo ra. Còn các học sinh gác lai ra. Áo vàng là Hà Tiên, cô gái của mình. Nè, bà ngoại áo vàng nè, ủng hộ bà ngoại áo vàng nè. Bà cũng có hồng nè, chị áo đen nè. Giờ chúng ta cũng sạch nè. Chị Tina đen chăng. Bà nội với lại cô Tư là áo xanh nè. Áo vàng kìa, áo xanh kìa. Ủa áo xanh.
tốt nghiệp luôn, áo vàng là điểm cao hơn. Bằng áo vàng là điểm cao 4 chấm. Áo xanh là thường. Áo xanh là từ 4 chấm trở xuống, còn này là 4.4 trở lên. Mặc áo vàng. Bữa nay mà có vàng đi. Mặc áo vàng với Hà Tiên hả? Ủng hộ con gái ra trường. Tại vì thật sự là mình chưa bao giờ được ra trường. Chưa bao giờ được ra trường. Trường đời, trường nghệ thuật thì có, mà trường học chưa bao giờ được ra trường. Cho nên là hôm nay đi ủng hộ con gái mình ra trường theo con gái. Hạnh phúc lắm nha Giang ơi, hạnh phúc quá đi, hạnh phúc quá đi. Ok chưa, em xuống em quay chị, quay nhà quay. Đại học rồi, đại học mới trung học thôi.
mấy high school thôi. Commencement ceremony. I would first like to introduce some distinguished guests on stage with me here this evening. Vice President of our Board of Trustees, Ms. Diana Carey. Our Director of Student Services, Dr. Courtney Robinson. And our faculty speaker chosen on behalf of Edison High School, I'm asking Ms. Diana Carey to come up here, our board member. She's going to accept the class. On behalf of Edison High School, I present to you the class of 2022. I certify that these students have met all requirements set forth by the Huntington Beach Union High School District, and they have earned their high school diploma. Yeah! Talent prize. Abigail Knutson. Gianna Pritchard. Wyatt Kohler. Brendan Kiros. Vanessa Lay. Yeah! Jacob Oi. Luana Oliveira. Seats as the graduates exit the stadium. Congratulations to the class of 2022! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chị đứng nè. Anh. Dạ, nói cho xin nhớ. Hello, hello. Chúc mừng nè con gái Lizzy. Happy con gái, happy của mẹ. 2022. Mừng quá. Phải đeo vòng cổ nha là tí. Ở đây cả nhà mình, cả nhà mình bạn lấy bông ra, tới ông ngoại vô, mọi người đơn đi.
quay lại congratulations là tiên nha. 1 2 3 cười, 1 2 3 cười, vòng lại vô, vòng lại vô, 1 2 3 cười, 1 2 3 cười. Hà Nam vô, Hà Nam vô con, Hà Nam vô chị hai, xong rồi tới mẹ, xong rồi bố mẹ với con, mẹ với con với à, rồi nè nhìn mình nhìn chị hai. Lên mẹ 1 2 3 cười. 1 2 3 cười. Rồi tới mẹ Quyền. Mẹ Quyền, mẹ Quyền chụp cái chụp mẹ Quyền giống vậy nha. Chưa tới em đó. Rồi anh cầm cho cận em. Chung cận hết thôi, nơi mắt nhăn. Rồi rồi rồi, còn rồi, còn người nữa. Rồi, rồi chạy nha vô. Con người, con người, con này vừa thấy vừa thấy. No. Đẹp, em để gì? Đẹp, rồi đó, rồi đẹp, chụp rồi nghe cái này chạy nha. Lại, chị chụp lại. Vô hết luôn. Một, hai, vô hết rồi mình ngồi, một người chụp. Một, hai, ba. Sao mà nổi vô? Nổi vô, cho nổi vô. Một, hai, ba. Đây. Một, hai, ba. Đứng ra đây em, đứng ra đây. Đẹp quá. Please, vô. Vô.